Xin chào tất cả mọi người. Tiếng trống thật là hào hùng, thật là mạnh mẽ, khiến tôi liên tưởng đến cái tiếng trống Trần Quang Trung. Tiếng trống nó làm cho ngực tôi đập thình thịch, là tôi liên tưởng đến cái nhịp đập của trái tim, giống như cái chủ đề là The Fire of Beach của nhạc sĩ Đức Thịnh và đội ngũ của Đức Thịnh đã dày công dàn dựng. Sau mỗi nhịp đập thì trái tim Việt Nam là bơm những cái dòng máu nóng chảy trong huyết quản của người Việt. Đó là dòng máu của lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Tiếng trống cũng nhắc tôi nghĩ đến những chiến binh Serifico đang ngày đêm không mệt mỏi trên các văn phòng, nhà máy, công trường, với khát khao, khát vọng thay đổi để tạo ra những phiên bản mới hơn của mình. Từng người làm tốt hơn mỗi ngày thì công ty sẽ tốt hơn mỗi ngày. Vâng, tiếng trống đã nhắc nhở tôi những điều như vậy. Và để nói về những ngày đầu tiên này, ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng chào đón ông Nguyễn Hữu Thịnh, là nguyên chủ tịch và là thành viên hội đồng quản trị của công ty Serifico Holding, sẽ có đôi lời chia sẻ trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay đến với tất cả quý vị. Lời đầu tiên xin được cảm ơn quý vị khách quý, các anh em, các chiến binh của Serifico đã tham dự đông đủ trong cái ngày hội này. Lịch sử của Serifico thì nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi định nghĩa đó là Grow, giai đoạn thứ hai là Green và giai đoạn thứ ba là Grit. Tôi là người được may mắn sinh ra trong cái giai đoạn đầu tiên. Và tôi là cũng là cái người khởi đầu cho cái sự ra đời của Siri và Serifico.
Tôi xin phép được nói một chút về cái giai đoạn khởi nghiệp của anh em chúng tôi trong cái thời kỳ đầu là Siri, và giai đoạn sau là khi Siri và Serifico hợp nhất thành một công ty. Xuất thân của Siri là một cái đơn vị của Cbrick Đà Nẵng, còn Serifico là một cái đơn vị trực thuộc Cbrick Việt Nam. Anh Phạm Văn Mỹ, anh Nguyễn Văn Chính, rất nhiều người, rất là giỏi đã về hội tụ với Siri. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên trong nước đấu thầu, thắng thầu cái dự án quốc tế là khách sạn Horizon với giá trị lúc đó năm 92 là 6,5 triệu đô la, giá trị rất là lớn. Thì sau khi làm Horizon thì chúng tôi bắt đầu vào Sài Gòn để mở một số những cái mảng về ME. Chúng tôi trúng thầu rất là nhiều công trình ở trong Sài Gòn. Thì ước mơ của chúng tôi là làm sao có cơ sở vật chất. Thì lúc đó chúng tôi là có cơ hội để sáp nhập với Serifico. Đặc biệt cái điều mà tôi rất là tự hào, khi chúng tôi bắt đầu cái sản phẩm IQF đầu tiên, và may mắn chúng tôi cũng thành công. Từ đó chúng tôi trở thành một cái nhà cung cấp IQF và các thiết bị số 1 tại Việt Nam. Và rất là tuyệt vời anh ơi. Em nghĩ là tiếp nối câu chuyện này thì có một người cũng rất muốn được kể câu chuyện này cùng với anh Thịnh ạ. Vâng. Thì dạ vâng ạ, thì em cũng xin phép là anh Thịnh có thể mời người đặc biệt đó lên sân khấu được không ạ? Xin mời anh Phước. Thưa anh em, chúng ta đã có những cái bước chuyển mình rất là cụ thể và chắc chắn trong cái thời gian qua. Điều may mắn chúng ta có đến cái con số backlog là đến trên 2.500 tỷ đồng, con số lớn nhất từ trước đến giờ. Chúng ta vẫn 5 năm liền đứng trong top 500 công ty lớn nhất ở Việt Nam. Chúng ta 5 năm liền đứng trong top 5 nhà thầu M&E lớn nhất và trong top 2 nhà thầu M&E uy tín nhất. Chúng ta 3 năm liền là được vinh danh trong top 5 công ty niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất. Và đáng tự hào hơn nữa, năm 2022 chúng ta đã cho ra đời một cái sản phẩm 3N PIR Made in Việt Nam. Bởi vì chúng ta kiên định với cái con đường mình đã chọn, đó là sống tử tế, làm đàng hoàng, để lại di sản. Thì chúc các bạn, mỗi người luôn có một tinh thần dare to win, tức là dám thay đổi để thành công. Và chúc ban điều hành Serifico với đội ngũ mạnh mẽ, trẻ trung sẽ hoàn thành mục tiêu build to last, tức là xây dựng để trường tồn. À mà thôi, bây giờ không chúc nữa, tôi mời một cái chiến binh Serifico lên đây. Thức ơi, em lên đây với anh. Trước tiên thì em xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những người đã đặt nền móng cho Serifico, những con người đã dìu dắt qua công ty. Nếu chúng ta không có quá khứ, chúng ta không có nền tảng, thì chúng ta không có hiện tại và tương lai. Với cái người kế thừa sẽ cố gắng bằng khát khao, bằng cam kết cùng với cán bộ nhân viên thổi bùng lòng yêu nước thông qua những cái việc nhỏ nhất mang lại giá trị cho đời. Chúng ta, những chiến binh Serifico với tinh thần One Serifico, hãy cùng đoàn kết, đồng lòng, vững niềm tin, bền ý chí để vững tiến vươn xa. Build to last. Xin cảm ơn. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Thịnh và ông Lê Tấn Phước sẽ cùng nán lại sân khấu để có thể trao những kỷ niệm chương này đến với những người đã có cống hiến Serifico. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Vũ Xuân Thức. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây trân trọng kính mời lãnh đạo của các công ty thành viên bước lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương cho những cống hiến của mình. Tôi muốn nói về cái sự thích ứng. Thì tôi cam kết là sẽ biến cái backlog này thành cái doanh thu tốt như lời dặn của chủ tịch. Và để đi tới ngày hôm nay thì có sự đoàn kết, gắn kết của nhiều thế hệ. Thế thì xin mọi người vỗ tay cho cái sự đoàn kết của chúng ta. Làm sao có một cái công ty nào mà có nhiều người họ sống với nhau hơn 20 năm như thế? Cái giá trị đầu tiên mà Long rất là tâm đắc đó là sự chân thành. Cao chiêu tức là vô chiêu. Bye.
tiếng chào như biến chào để thấy bờ bên rộng hay sâu và ưa vọng để thấy đời mênh mông. Nào không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của Serapico. Đứng đầu là anh Phạm Ngọc Sơn và chỉ đạo bởi anh Vũ Xuân Thức. Và tôi đặc biệt cảm ơn nhạc sĩ Đức Thịnh và đội ngũ nhạc sĩ Đức Thịnh. Các bạn là những cái nghệ sĩ tuyệt vời, duyên dáng, dễ thương và các bạn đã mang đến hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước. Khi nào Việt Nam còn là Serapico còn. Cảm ơn hai MC cực kỳ chuyên nghiệp và xinh đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người. Serapico, những thế hệ cùng Serapico.